Thật là tình duyên muốn dấn thân cũng cảm thấy thật sự giữa hai người yêu nhau và ở với nhau đến trọn đời. Đó là điều khi nào chưa đủ ba yếu tố và chiều kích này, tình cảm đó không là gì. Cho nên cảm xúc như gió yêu như một chiều chỉ hồn đã mặt nặng nhẹ thì chỉ có rất mặt nhỏ. Và Thiên Chúa là tình yêu, Ngài cũng có thân xác làm sao Ngài có cảm xúc, làm sao có cái gọi là thất mật. Thưa anh chị em, các bạn, các bạn học, Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa nhập thể, nghĩa là Ngài đã đi vào trong thế giới này mặc lấy một thân xác giống như chúng ta, những người nam, những người nữ. Ngài sống cái thân phận người hoàn toàn giống như chúng ta, và Thiên Chúa đã chọn làm người. Chú phải chọn là hoặc đàn ông hoặc đàn bà, hoặc nam hoặc nữ, phải là chú không thể chọn vừa là nam và lại vừa là nữ. Thiên Chúa làm người không ái nam ái nữ. Vậy thì Ngài đã chọn là một người nam với các chị em có ganh tị. Sao Chúa không chọn làm người nữ khi đi vào hạnh phúc? Theo tôi thì tôi mới là người cảm thấy xót xa hơn, bởi vì Ngài là người nam. Bởi vì nếu Thiên Chúa là người nam thì người nữ sẽ xuống xuống hạnh phúc. Còn nếu là Thiên Chúa là người nữ thì người ta sẽ cảm thấy sung sướng hạnh phúc hơn. Nhưng mà cái đó không quan trọng, vì Thiên Chúa vượt trên các biệt giới tính, vì tình yêu vượt trên sự khác biệt tình dục, vì Thiên Chúa là tình yêu, Ngài là đấng tác tạo tình dục, Ngài siêu tình dục, siêu giới tính. Nhưng một ngày làm người thì Ngài phải chọn quá là nam và nữ, và Ngài đã chọn như thế. Đức Giêsu Kitô đấng mà chúng ta tin là Thiên Chúa sinh ra làm người là một bé trai, con của một người phụ nữ Do Thái. Ngài đã sống và Ngài đã chết vì yêu, vì tình yêu, vì cứu thoát. Không có cái gì có thể cứu thoát ngoài tình yêu. Và Thiên Chúa đã mang cái chính mình, chúng con là hình ảnh bản thể của Thiên Chúa Cha, mang cái về chính Chúa Cha, tức là tình yêu cao nhất ở hành vi hiến thân thập giá. Cái chết, cái hy sinh chính mạng sống mình vì người mình yêu là hành vi yêu thương cao nhất. Không có tình yêu nào cao hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì mạng người. Cho nên đối với Kitô giáo, thập giá là vinh quang chứ không phải là một thập đạo, không phải là một sự ác kinh khủng. Ở đằng sau sự kinh khủng, sự ác của thập giá là vinh quang tình yêu biểu lộ hiện thân. Như vậy Thiên Chúa đã đến gần, nghĩa là trở nên thân mà với con người, thân mà một mặt vì Ngài đã có sẵn. Và Ngài hiến thân là hiến thân cả một
ta đang cử hành bí tích thề, đó chính là bí tích của sự thân mật tình yêu. Và hành vi chúng ta đón nhận thân thể qua việc hiện lễ, đó là hành vi nên một sống của mình, chứ không chỉ là nên một trong linh hồn. Bí tích là sự vật khả thi có thể chạm được thân xác qua giác quan, nhưng để thẩm thấu vào trong linh hồn. Chứ hành vi đức lễ là hành vi nhân một sự cụ thể vâng Thiên Chúa, vâng Đức Kitô là Thiên Chúa là vì ấy Thiên Chúa là thân thiện. Cái lời hứa năm xưa khi loài người phạm tội phải xa rời Chúa, phải chết, ngày hứa miễn thì người đàn bà sẽ đạt đầu con rắn và biểu tượng của Satan là thế chống đối Thiên Chúa, hòng lôi kéo con người ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa đã không bỏ rơi con người, ngày hứa và ngày đã chuẩn bị trong thời gian trong lịch sử, ngày đã chọn một dân tộc, ngày đã chọn một gia đình để làm người ở trong một thời điểm một nơi cho nhân. Trước khi đến đây thì có một người đi bảo trước gọi là tiền hôn, Gioan con của Zacharia tinh tế và Elizabeth là người anh em họ của Giêsu thật là ra đây, lại là người tiền hôn đó và ứng nghiệm lời Kinh Thánh nói khi đến cái xe đến thì có một vị tiên tri là Elia sẽ đến để báo cho. Gioan chính là vị tiên tri đó, ngài là chính Elia đến để báo cho. Báo cho không phải bằng lời ngài tuyên bố mà thôi, mà còn bằng chính đời sống của ngài. Chúng ta thấy Gioan sống như thế nào? Chúa Giêsu giới thiệu người tiền bối báo cáo đó, Messia là một con người sống nhìn nhận khổ chế, sống trong hoang dã, ăn mặc đơn sơ, mặc áo lông lặn lại, ăn trồng trọt mọc ẩm và ngày ngày cầu nguyện mong đợi và kêu gọi người ta chuẩn bị đón nhận tình yêu nhân thế là người là đấng cứu nhân bằng cách ăn năn không hối, bày tỏ sự không hối ăn năn qua hành vi phép mà do ăn là chúng sống do ăn và tìm mô bằng chính cái chất do ăn khi do ăn bằng chính cho chân lý khi nói vua Herodes không được lấy vợ mà cuối cùng phải bị cái tay tù và chết, chết thảm thương, chết bị chết đau. Và cái chết đó của Gioan là sự hiến thân vì chân lý, là tiền hô cho cái chết của Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa lắm. Cho nên yêu người dương như không tránh khỏi cái chết, cho nên người ta nói yêu là khổ. Nhưng mà có người nói không yêu thì đó đúng rồi, vì không yêu thì không tin, vì không được cứu độ nghĩa là chết và chết đời đời. Đối với người trẻ một cách đặc biệt, chúng ta yêu là yêu qua cái thân xác này, mà tình yêu năng lượng lại là tình yêu tiêu biểu. Vì chỉ có tình yêu và tình yêu năm lần khác biệt nó mới diễn tả một cách tiêu biểu tình yêu của Thiên Chúa kết hợp với loài người. Trời kết hợp với đất, trời với đất giao hòa không phải một cách trừu tượng mà thật sự chính trong thân xác của con Thiên Chúa.
các bạn trẻ khi yên tâm thì gặp một vấn nạn gọi là tình dục, phải không? Ngày hôm nay người ta gọi là nền văn hóa pansexuality, nghĩa là đâu đâu cũng thấy sex, nói làm nghĩ bất cứ gì dường như đâu đâu từ trong sâu thẳm con người nó mang dấu chất của sex, nghĩa là giới tính. Cho nên chúng ta đừng tạo dựng có giới tính, không thể không lệ thuộc một cách trực tiếp hay gián tiếp những hành vi cuộc sống của mọi người chúng ta. Nhưng nơi những người trẻ thì cái điều này là tỏ rõ nhất, rõ nhất. Ngày hôm nay trong những nền văn hóa văn minh phát triển thì vấn đề khác biệt tình dục nam nữ nó đi đến cái cực đoan, đến độ dường như không còn phân biệt nữa. Bởi vì người ta có thể chọn giới tính của mình như cái trào lưu lý thuyết về giới tính nói như vậy. Cho dù chờ sinh ra tôi có cơ phận là con trai, nhưng tôi nói tôi chọn tôi là con trai và tôi sống như con gái do tôi chọn. Nghĩa là giới tính là chúng ta chọn. Những người sống cái chọn lựa giới tính khác với cái giới tính thể gì mà cha mẹ đã cho ta tạo hóa tạo ban cho ta, gọi là người sống thế giới chúng ta. Ai trong các bạn đang sống trong thế giới chúng ta? Thế các bạn có nghĩ rằng mình có khả năng yêu thương không? Chắc chắn là cảm xúc vẫn có. Hai anh hay hai chị có cảm xúc yêu đủ với nhau là vẫn còn ở đây ở kia. Nhưng mà hai người không khác biệt về tính dục thân thể, sinh dục thể lý thì không thể gọi là tình yêu theo nghĩa trọn vẹn nhất, vì không thể dấn thân và sống cùng nhau biểu lộ một tình yêu của phong nhiêu. Tình yêu nào cũng phong nhiêu, và tình yêu cao nhất là sản sinh ra hoa quả sự sống mới. Cho nên trong tình yêu hôn nhân, những cơ sở khác biệt nam nữ về tình dục thì mới có khả năng tạo ra sự sống. Với phong nhiêu, nhưng phong nhiêu của người không chỉ là sinh con. Nếu phong nhiêu của con người chỉ là sinh con thì chúng tôi đã thấy những bất hạnh nhất. Chúng tôi không có con, các tu sĩ, các linh mục trong đàn công giáo không có con vì không có gia đình. Chúng tôi không phong nhiêu phải. Nhưng thực ra ngược lại, những người này có cái hoàn cảnh, có cái khả năng phong nhiêu nhiều nhất, vì sự phong nhiêu của tình yêu của con người không hề tại ở cái hoa trái thể đi mà thôi, mà đặc biệt nhất là sự sống tâm linh, sự sống tinh thần, sự sống của linh hồn, mà điều này là của Thiên Chúa ban cho. Cha mẹ cũng phong yêu không chỉ là sinh con, chăm lo cái ăn cái mặc cho con, mà còn chăm lo cho đời sống tinh thần, đời sống tinh tế, vì điều đó cho con sự sống
sự sống toàn diện, sự sống đời đời. Thế mà nhiều cha mẹ chỉ biết lo cái ăn cái mặc và cái tương lai của thế trần của con cái, nghĩa là nhìn thấy cái trước mắt. Còn thế giới bên ngoài, các bạn trẻ sống theo trào lưu, gọi là trào lưu tính dục tự do luyện ăn, thì lại thấy trong những mối quan hệ tự do luyện ăn lại ê chề. Tình yêu không mang lại hạnh phúc thật theo nghĩa sống thoải mái tự do buông thả tình dục. Thực sự thế giới hôm nay ở Việt Nam chúng ta cũng đang có cái xu hướng các bạn trẻ càng ngày càng hiểu, càng sống cái điều này. Cái tuổi trung bình của cái một bạn trẻ biết đến cái chuyện vợ chồng, tuổi trung bình càng ngày càng hạ thấp. Năm ngoái năm kia là trung bình là 18 tuổi, năm nay 17 tuổi. Thế thì những bạn trẻ trên cái tuổi ấy chưa hiểu biết, các bạn có thấy mình lạc hậu không? Công ty có nghe bạn bè mình cười xuống đứng mình là cổ lỗ, là lạc hậu không? Nhất là các bạn trẻ được giáo dục và sống đức trong sạch ngay từ bé cho đến tuổi về và đang lớn. Trong những xung quanh các bạn, nhiều bạn bè nó đã biết đến chuyện này từ lâu rồi, nhưng tình nơi hôn xác người nam người nữ chứ dựng lên là dành cho tốt nhất. Nó không phải là một kết quả tạm dài hơi. Ai sử dụng quà tặng giá hơn rẻ mạt thì cảm thấy món quà ấy không ngon, ngọt không ngon. Người ta ví những bạn trẻ sống tình dục thoải mái với những người sống trong sạch với cái hình ảnh. Nếu một ngày bạn nhận được 100 đô la, đó là bạn dùng tình dục trước hôn nhân hay là ngoài hôn nhân thoải mái. Và cái hình ảnh nếu một người nói với bạn hoặc bạn chọn 100 đô la mỗi ngày, hoa bạn sẽ nhận 1 triệu đô la sau một năm, có nghĩa là bạn sẽ kiên nhẫn chờ đợi sống cái tính dục vợ chồng cho tới ngày cưới thì bạn sẽ được 1 triệu đô la. Thực ra cái quà tặng, cái hạnh phúc tuyệt vời của cái người sống tình yêu trong tình dục vợ chồng trong ngày cưới trong hôn nhân thì nó tuyệt vời không thể tả được để mình có thể so sánh với tờ 1 triệu đô la hay 100 đô la. Mà thực tế để cho thấy những người sống thường trước hôn nhân khi kết hôn lại tỷ lệ ly dị nhiều hơn số 17% những người vừa
Cho nên hai bạn cái đồ mà kết hôn đó là một bí tích, nghĩa là vừa là điều trị của mình, vừa là thủ hiệu của tình yêu Thiên Chúa. Và đứa con hay là hoa trái tinh thần mà các bạn cống hiến hiến dâng đó chính là hoa quả quà tặng của Thiên Chúa ban cho. Muốn được hạnh phúc như thế ngay từ bây giờ thì phải biết sống chẳng là sống tiếp nhận, sống chờ đợi. Bài đọc của Isaiah hôm nay nói với những người đang sống của bọn, hãy kết đặt lên, hãy tiếp nhận. Vì có những ai muốn đợi tình yêu đến, thì khi tình yêu đến thật, người ta mới vỡ hòa hạnh phúc. Đức Kitô Giêsu chính là tình yêu hiện thân đó của Thiên Chúa. Đến trong những ngày hồn phố, đôi bạn đã được kết hợp với nhau. Cho nên không chỉ vì kết hợp với nhau, vì yêu nhau, mà còn vì Chúa. Đôi điều chia sẻ với các bạn trẻ là điều các bạn rất quan tâm nhưng mà khó. Điều mà người ta hay nói nhỏ và cười khó thật ra rất nghiêm túc, vì đó là quả tặng, vì đó là cái chết hy sinh của một tình yêu tuyệt vời. Và tình yêu vợ chồng thì cũng là bí tích, cũng được mời gọi sống hy sinh tới cái mức sống trọn vẹn cho người bình yêu, là người bạn đời, là gia đình, là con cái mà Chúa ban cho. Cho nên các bạn ơi, hãy đợi một triệu đô la đi, đừng có ham 100 đô la trước mắt, các bạn sẽ cảm thấy món quà giờ nó thấp và chẳng có hạnh phúc. Còn chờ triệu đô la trong kinh nghiệm, trong cầu nguyện, trong mong đợi thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, không phải là đời sau những đời này. Cầu nguyện nhiều và hãy tìm kiếm, Chúa sẽ cho tặng cho quà tặng của hai miếng kinh nghiệm mong đợi, gọi là đứng trong sân này là một ơn của anh. Cho nên hãy cầu nguyện và